Hello. Hello. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với này nha. Và nhìn trên bàn thôi, các bạn đã biết chúng tôi muốn thực hiện thử thách gì hôm nay, đó chính là tra khổng tra sữa khổng lồ. Hôm nay thì Nhi có hai cái bịch trà sữa này, thì Nhi sẽ chọn cái trà sữa thái đỏ, còn bạn có thể chắc chắn là chọn cái này. Thôi đứa sẽ quản tụi sẽ chọn coi, đứa nào thắng thì sẽ lấy trà sữa của đứa đó uống. Chọn hai cái lại luôn đi. Ok. Ai mà đau bụng thì ở đây tụi mình sẽ pha cho đầy cái ly. Cái này là cái bình luôn rồi, đầy cái ly này. Rồi trong thời gian bao nhiêu đó sẽ uống hết, và nếu tụi mình không hoàn thành được thử thách thì thôi. Thì thôi. Chứ bây giờ các bạn có comment ở dưới tụi mình cũng không thực hiện được đâu. Bây giờ bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu pha trà sữa. Ok. Rồi bây giờ anh chọn trà nào? Em chọn màu gì? Em chọn màu cam. Rồi, để em đi. Thôi nhường em luôn, cho em chọn màu cam. Ok, vậy thì em được uống trà sữa thái đỏ. Còn này là cho các bạn á. Không. Cái gì dư luôn cũng cho các bạn hết, kỳ cục vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ pha, bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô cái đi. 3 trong 1 là gì ta? 20ml nữa. Một gói như vậy là 200g. 150. À nếu mà uống lạnh thì 100ml nước nóng. Bây giờ 1, 2, 3, 4. Giờ cho 5 gói đi. 5 gói đúng không? 5 yeah. Gói rồi em đổ vô. Ok. Hai muỗng bự. Không, mình sao mình không gì. À, vô. Đó giờ ta rắc muối không mà đây là lần đầu. Xong chưa. Rồi, xong. Giờ bỏ vô đi quậy. Đổ hết, đổ như nào kêu ngừng. Đổ từ từ kêu ngừng thì ngừng. Bây giờ thì em sẽ làm một công đoạn rất là khó khăn, đó chính là cho thạch, còn anh cho đá vô đi. Ok. Anh cho đá xong em mới cho thạch lên để dễ múc. Ok, để anh cho đá trước nha. Đá mày vô. Ở đây không được. Cái này không có quý tập được. Này nó cứng. Anh mà quý tập cái này là đầy nhà. Rồi. Một ly, 20, 50, mày vô, dỗ là. Quẹo lỡ bạc con này. Một đem đi nhớt nè mấy mấy chị ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay mà cũng còn nha. Chứ một đống mà không thể không còn nữa em chị ơi. Đã đủ chưa? Wow. Quá tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Đây, kính thưa quý vị và các bạn, đây là ly trà sữa khổng lồ của chúng tôi. Sau hơn 7-7-49 ngày tu luyện thì hôm nay chúng tôi đã có thành phẩm rồi. Nhìn rất là ngon nhưng chúng tôi không muốn uống vì bây giờ. Thấy chưa, quảng cáo. Vì bây giờ chúng tôi đã rất no rồi. Nhưng điều gì đấy cũng phải đến thôi. Phải rất là, các bạn có thấy là nó rất là tuyệt vời không? Nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Đúng bây rồi giờ thì chuẩn bị bây bắt giờ mình chơi theo kiểu đặt ra thời gian uống được bao nhiêu. Thôi, là... uống hết luôn đi. Uống hết đúng không? Chào. Còn nếu mà không hết thì các bạn nhớ comment hình phạt ở dưới để clip sau tụi mình sẽ làm. Đầu clip sau. Hình phạt nào độc đáo nha, là độc đáo nha. Được tuyển chọn hết á. Phải độc đáo chứ nha, hình phạt mà đừng có hành hạ quá. Ok. Hình phạt mà phải hành hạ mới vui. Mà đừng có hành dữ quá. Tại vì nếu mà comment hình phạt là phạt cả hai đứa thì là hành chút không thành. Ok, nhớ comment thằng hạ dưới nha. Rồi, bây giờ 3, 2, 1, chỉ thôi. Hình như hồi nãy anh kêu uống hết là sai mét. Mới hấp con khoảng mụn quá. Bao dài. Sai mét. Nhưng mà thật nó không chua đâu. Cái điều gì tới thì nó cũng sẽ tới rồi đúng không? Chứ sao giờ cũng có một đống hình phạt. Như em đã nói chứ tao cũng bị phạt thôi. Ừ.
có biết bao nhiêu người đang ngoài comment thành thật ra thì các bạn nhớ là comment thử thách ở dưới liên quan tới hai chữ khổng lồ để tụi mình thực hiện nhé. Không biết ăn ở sao mà mỗi lần mốt là trúng thật không à, thở ra khói luôn mà. Ông làm như ông đang ở Hàn Quốc nha, ông đang ở Korea. Korea hả? Korea. Máu chạy lên não rồi, máu cà sữa chạy lên não rồi. Anh này cố gắng đó, em được hút nữa, hút cái này đi. Mà nãy mình chưa nghe đề là đúng không? Đúng không các bạn? Đúng rồi. Đâu cần ăn hết mày đâu. Đâu cần hết đâu. Đâu cần ăn hết thật đâu. Uống hết trà sữa. Nhi sẽ để cho các bạn 20 giây bình tĩnh để comment xuống dưới. Liệu các bạn nghĩ là tụi mình có thực hiện được không? Nếu mà các bạn nghĩ tụi mình thực hiện được thì hãy đặt thử thách mới cho tụi mình. Còn nếu các bạn nghĩ tụi mình không thực hiện được, hãy comment hình phạt ở dưới. Nhi sẽ check hai thể loại. Một là phạt, hai là thử thách mới. Bây giờ chúng ta tiếp thôi. Chắn là sẽ được. Vì chúng ta đã được nửa chặng đường dài của đúng rồi, chúng ta được 50% rồi. Sáng nha. Lên hình mà. Tại vì nó đầy hơi trong đây quá. Hút một lần luôn mà. Ừ, à, cái đường ra đường dưới. Ra đường trên thì nhưng hàng. Mà anh có xí đàng hoàng không bộ. Xí. Xí nha. Là tiếp nè. Em đang ở nơi phương trời xa xôi, xa xôi, xa xôi. Ok. Ước gì có ông Bụt cứu mình. Ông Bụt ơi. Ở đây không có bất kỳ một ông Bụt nào hết. Ông Bụt hãy hiện ra và giúp chúng con một vé thôi. Một vé thôi. Không cần hai vé. Thì giúp một vé thôi là được rồi. Sao chỉ giúp một vé? Đòi hỏi quá, một vé là một cây ống hút nữa đó. Cho ổng hút. Ông Bụt không biết cái động từ tiêu quá không nên làm. Sao thật nhiều thế? Các bạn ơi, những cái húp đầu thì rất là ngon nha. Nhưng mà một khi đã no rồi á, uống xong này chắc nghĩ uống trà sữa cũng tháng quá. Nhưng một người rất là nghiện trà sữa như chi thì chắc sẽ chắc chắn luôn nghỉ một tháng. Đừng nói gì nữa, đau khổ quá mày. Đừng nói gì nữa. Cái tội khổng lồ người. Cái tội các bạn hãy giúp mình đặt cái chữ tính thách khổng lồ đờ. Xong rồi bây giờ sắp mặt. Chết rồi. Ê, từ. Bình tĩnh. Bị sặc rồi. Nó ra được mũi luôn rồi anh ơi. Anh thấy hồi nãy cái điều kinh dị đã xảy ra chưa? Trà sữa nó đào từ mũi đào ra đúng không? Có nghĩa là uống nhiều quá mất quy định đó. Bị sặc đó. Trời không thể ngờ luôn, trà sữa nó từ mũi đào ra. Xin hờ tay nờ rồi. Nó xin hờ tay nờ. Như thế nào mà tại em không muốn nói cho nhà dòng. Em phải ngồi xuống. Chứ em mà ngồi lên một cái thì sẽ có sự cố xảy ra vậy. Bây giờ mình hạn chế cử động đi. Mình là cử động mình mới ra cái khác luôn á. Anh đã không nói đi thì mọi thứ nó sẽ trong yên bình. Rồi. Nhưng nếu anh nói nó sẽ ra tại chỗ. Các bạn à, hay là mình chịu thua thôi. Chịu các là... bạn ơi, nãy giờ mà các bạn nào xem video mà comment hình phạt thì coi như các bạn đã thắng rồi đấy. Mấy người vừa lòng chưa? Tôi sẽ đọc comment và tôi và bạn Ba Tê và anh Bay Bim sống trai sẽ cùng nhau lọc comment ra để xem cho hình phạt nó ác một chút xíu để chơi. Tụi mình sẽ thực hiện hình phạt này trong một video sau hoặc là đầu của video mới. Nói chung là đầu video sau đó sẽ có riêng một clip đại đội nhau luôn. Đây. Bây giờ thì các bạn nhớ like. Xí. Và subscribe để Nhi, Ba Bàn, Thành Ba Tê, Bê Đế sẽ ra nhiều video mới hơn nữa nhé. Bây giờ thì các bạn tiếp được. Ủa?